Hà Nội mấy ngày hôm nay thời tiết thích vãi chưởng. Mưa xong rồi nó mát. Mùa hè nó phải như thế này chứ. Good morning guys. Tình hình là mấy hôm nay cực kỳ bận bởi vì là chị giúp việc chị đi nghỉ mát. Dã man. Ở đây chúng ta có một part time giúp việc. Quanh năm suốt tháng là nấu cơm được một vài ba lần, nhưng mà suốt ngày nó lên TikTok nó khóc là bận rộn với thế nọ thế kia, làm vợ rồi làm mẹ rồi đủ các kiểu. Tính một năm chắc là nấu cơm đếm trên đầu ngón tay. À, một ngày nấu cho mình một bữa trưa, một bữa buổi trưa. Tình hình là cũng vì lý do chị bếp chị ấy nghỉ cho nên là gần như là mấy hôm nay là sáng đều ăn bậy. Bữa một thì ăn phở với cả lòng trắng trứng. Sáng hôm nay thì lại ăn mì hảo hảo nấu với cả đùi gà. Lúc nào cũng mất bữa một bởi vì là danh con là không dậy sớm nấu cơm được. Sáng nay là vì là ăn mì cho nên là mình sẽ phải trừ đi khoảng tầm 600 calo, mà 600 calo đấy thì hơn 40% là đến từ chất béo. Nên là cả ngày hôm nay là sẽ chỉ có ăn tôm. Cả ngày hôm nay sẽ ăn full tôm, tầm 2 kg tôm bóc vỏ ra, chắc nó còn lại được khoảng tầm 1 kg full tôm. Tôm này thì nó sẽ không có chất béo cho nên là mình sẽ có thể bù vào cái chất béo của mì tôm hào hào vào buổi sáng. Thì có một cái gói mì tôm, mình ăn cái gói 100g ấy, hào hào tôm chua cay 100g. Cái gói nó sẽ có khoảng tầm 20 mấy gram chất béo dã man. Mà hiện tại tính ra sơ sơ một ngày mình chỉ ăn khoảng tầm 50g đến 60g chất béo thôi. Mà riêng cái gói hào hào đấy nó chiếm tận 24-25g chất béo rồi. Nay phải cân đối cái lượng calo như nào cho hợp lý. Như thông thường ấy, anh em kiểu là bắt đầu mới tập tệ tính toán calo, nhất là những cái bạn newbie ấy, bắt đầu mới biết đến những cái cụm từ như là TDEE này, rồi là TEF này, rồi là NEAT vân vân, thì là các bạn sẽ rất là khó để có thể là cân đối cái lượng calo mà mình nên nạp trong một ngày. Còn đối với mình, cái việc tính toán calo hàng ngày như một kiểm toán viên nó đã diễn ra trong suốt nhiều năm trời rồi, nên gần như là mình sẽ có thể là cân đối được cái lượng calo mà mình nạp vào một ngày làm nào đấy để cho nó phù hợp với cả cái hoạt động thể chất, cái trao đổi chất, cũng như là cái mức năng lượng mà mình cần trong một ngày là bao nhiêu, thì mình có thể cân đối được để mình nạp làm sao để nó không bị dư thừa calo quá nhiều, để nó ảnh hưởng đến cái body fat của mình. Hiện tại thì cân nặng vẫn đang duy trì loanh quanh ở mức 85 đến 86 kg với một cái lượng công việc nó khá là nặng như hiện tại. Thì bây giờ mình vừa làm influencer này, vừa làm gương mặt thương hiệu cho Nature Keng này, vừa kinh doanh một trung tâm fitness này, hiện tại là sắp sửa khai trương một trung tâm mới nữa. Mong là anh em sẽ đón chờ cái Big ASN Fitness tiếp theo. Sẽ có rất nhiều điều đặc biệt ở trong cái trung tâm fitness mới của anh Sơn Nguyễn. Nhưng mà thôi, từ từ đã, nói trước bước không qua. Xong xuôi đã rồi show cho anh em xem. Ngoài ra thì là lớp đào tạo PT vẫn đang hoạt động bình thường. Code online vẫn đang hoạt động bình thường. Chém gió buổi sáng, không biết là show ra cho anh em xem cái gì nhỉ? Bữa ăn rồi này. À, supplement. Bây giờ mình sẽ uống supplement. Ok, thì đây là hiện tại những loại supplement mình đang sử dụng. Thứ nhất là Muscle Flora này. Muscle Flora này thì nó sẽ giúp cho chúng ta cải thiện hệ tiêu hóa. Chúng ta sẽ luôn duy trì được một cái hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Ở trong này thì nó sẽ có inulin này, có salicylic này, có prebiotic, rất nhiều prebiotic và bột chiết xuất từ quả kiwi. Tất cả những cái này nó sẽ giúp cho chúng ta cải thiện hệ tiêu hóa và tăng cường cái sự hấp thu thức ăn mà chúng ta nạp vào tốt hơn, nhất là protein nhá. Cái bột chiết xuất từ quả kiwi nó có tác dụng là giúp chúng ta hấp thu protein tốt hơn rất là nhiều. Thế nên là mấy ông nào mà rượu bia nhiều này, hay là lo lắng về cái vấn đề tiêu hóa nó bị kém, thì đây là cứu cánh của mấy ông nhá. Mỗi ngày chỉ cần một gói như thế này thôi, mấy ông có thể lắc cùng whey để uống. Còn đây như tôi thì là cứ một phát vào mồm là xong luôn. Cái Muscle Flora này rất là tốt cho những bệnh nhân bị tiểu đường mà muốn đi tập gym nhá. Sau khi các bạn nạp tinh bột ấy thì là các bạn sẽ uống một gói Muscle Flora này vào, thì cái salicylon ấy chiết xuất từ cây salicia nó sẽ giúp cho các bạn ổn định đường huyết rất tốt. Tiếp theo, collagen vừa uống xong này. Cái này là collagen của Nature Keng. Ví dụ như là đội chị em ấy mà nạp thiếu hụt protein, muốn bổ sung collagen mà không muốn cái lượng calo nó bị over ấy, thì mọi người có thể xem xét sử dụng cái loại collagen peptide này. Thì collagen thì nói chung là nó quan trọng đối với cơ thể như nào thì chắc là không phải bàn nữa đúng không? Nhất là đối với đội chị em thì không xa lạ gì với collagen cả. Nhưng mà mình nói một cách tổng quát nhá, thì là cơ thể con người chúng ta được cấu thành, được hợp thành từ rất nhiều tế bào khác nhau đúng không? Thì mới tạo lên con người của chúng ta. Răng, da, tóc, xương và mọi thứ trên cơ thể của chúng ta, kể cả là DNA, thì nó đều có sự có mặt của protein. Rất nhiều tế bào khác nhau. Collagen này nó giống như là một cái chất keo kết dính giữa các tế bào này lại với nhau để tạo ra cái cơ thể của chúng ta. Nói sơ qua để cho mọi người nắm được về cái tầm quan trọng của collagen. Tiếp theo là có glutathione này. Glutathione này thì mình uống không phải là để làm trắng da hay là làm cái quái gì cả, mà là để bảo vệ gan. Chúng ta sẽ có kidney,
thận. Trong này nó sẽ có rất nhiều chất để có thể là giúp cho chúng ta có hai quả thận khỏe mạnh. Tiếp theo là liver support là bổ gan, hỗ trợ chức năng gan. Cái này nó không phải gọi là thải độc gan đâu nhá. Nó không phải mình uống cái supplement này không phải là dùng để thải độc gan đâu nhá. Bản chất mọi người phải hiểu là gan nó là một cái cơ quan nội tạng có chức năng là thải độc. Mà bây giờ mấy ông bảo thải độc gan thì tôi cũng không hiểu là thải độc gan gì. Nó chỉ đơn giản là hỗ trợ chức năng gan, thì khi mà gan của các bạn khỏe mạnh thì nó sẽ thải độc tốt hơn mà thôi. Vitamin D3K2 giúp vận chuyển canxi vào xương và tủy xương. ZMA khả năng là phải để tối uống, bởi vì là uống cái này cơ bắp nó relax thì khả năng nó sẽ gây buồn ngủ. Tiếp theo là chúng ta sẽ có berberine mix với cả cinnamon. Cái này rất tốt cho cái việc là cải thiện cái cholesterol máu. Ok, và tiếp theo là omega 3. Đây là omega 3 của NaturKing. Omega 3 của NaturKing thì nó khác với những cái loại omega 3 khác ở điểm nào? Nó ưu việt hơn những cái loại omega 3 của những hãng khác ở điểm nào? Thứ nhất là nó đã được Bộ Y tế của chính phủ Anh công nhận là nó là một sản phẩm dầu cá không bị oxy hóa. Cái thứ hai là omega 3 của NaturKing được làm từ cá tuyết được đánh bắt tự nhiên ở tầng nước sâu ở biển Alaska. Thì đây là những cái ưu việt nó vượt trội hơn hẳn so với những cái loại omega 3 khác được làm từ cá ở trên thị trường. À, mọi người có thể mua cái omega 3 này ở kênh TikTok Anh Sơn Nguyễn Fitness, hoặc là có thể là add Zalo số điện thoại này để order. Hết rồi nhỉ? Hình như là supplement hiện tại thì mình chỉ có từng này thôi. Trong cái giai đoạn hiện tại ấy, thì cái việc tập luyện nó đang rất là lôm côm, bởi vì là mình đợt gần đây rất là bận, cho nên là không tập luyện được cái cường độ nó cao như mọi khi ấy. Cho nên là cái lượng thực phẩm bổ sung cũng sẽ giảm xuống. Như cách đây khoảng tầm 2-3 tháng trước thì mọi người thấy mình uống rất là nhiều thực phẩm bổ sung mỗi ngày, nhưng mà thời điểm hiện tại thì không. Cái lượng thực phẩm bổ sung hiện tại mình dùng ấy chỉ có những cái loại cơ bản như là whey protein này, omega 3 này, đó, và những cái loại mà mình vừa giới thiệu cho các bạn thế thôi. Còn rất rất nhiều loại khác như cách đây khoảng tầm 3 tháng trước thì mình không cần sử dụng nhiều như thế nữa. Tùy vào từng giai đoạn, ví dụ như là đi thi đấu thì cái lượng thực phẩm bổ sung nó sẽ phải sử dụng hàng ngày là rất rất nhiều, có khi một ngày phải uống đến 30-40 viên. Còn những cái giai đoạn mà không đi thi đấu thì cái lượng thực phẩm bổ sung thì dùng nó cũng sẽ khác, cho nên là mọi người sẽ phải cân đối. Khả năng là mình cũng phải làm một cái video khác chia sẻ sâu hơn về thực phẩm bổ sung cho anh em, nhưng mà bởi vì đây là một video routine cho nên là hẹn anh em vít khác nhá. Đợi cơm rồi là hôm nay sẽ đi tập sớm, hôm nay sẽ có một buổi tập lưng. Cái gân nhị đầu của mình nó đang hơi viêm một chút, cho nên là cái lịch tập ngày hôm nay nó cũng hơi bị ca ba nhá. Mình sẽ chú trọng vào bài compound nhiều hơn chứ không tập isolate nhiều. Đi lấy trứng. Dân chơi. Ok, và đây là sẽ là lượng trứng ăn trong 2 ngày. À, trứng 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 ở nhà sẽ rất là tiện, bởi vì là gà qué rồi trứng chủng là hai cái thứ mà mình ăn nhiều nhất, cho nên là sẽ gọi 2 phút là sẽ có ở dưới Lễ Tân bê lên thôi. 5 lạng tôm đảo chua ngọt. 5 lạng tôm này đã luộc chín và bóc vỏ nhá, sau đó mới cân. Thường là tôm thì mình sẽ luộc chín bóc vỏ rồi mới cân, chứ không giống như các loại thịt khác như thịt bò, thịt gà, thịt lợn hoặc là cá hồi thì sẽ cân sống, còn tôm thì nó sẽ là luộc chín bóc vỏ rồi mới cân. Có nhiều anh em hay lăn tăn về cái vấn đề là nên cân sống hay là cân chín, nhưng bản chất là nó cũng không chênh lệch nhau mấy đâu, không chênh lệch nhau đến cái mức mà mọi người phải quá căn ke như thế đâu. Bởi bản chất là mình là một thằng cực kỳ căn ke về calo, nhưng mà mình cũng sống vấn đề sống chín đấy, nhưng mình cũng không quan trọng hóa lắm. Trọng lượng nó sẽ thay đổi một tí, nhưng mà ý là cái lượng calo nó không đáng kể. Nó hao hụt đi một tí sau khi mà mình chế biến, thì đối với cá nhân mình thì mình sẽ không căn kè cái vấn đề đó. Còn đây là nước ép cần tây. Cái này nó là để detox. Mình uống cái nước ép cần tây phải được 1 năm rồi. Nó rất là tốt, ngày nào cũng phải 2-3 chai. Cháy rồi, cháy rồi. Cháy rồi. Đổ nước sốt vào xong rồi đảo lên cho nó keo keo lại là được. 5 lạng tôm, nửa cân tôm này sẽ ăn trong vòng 2 bữa, mỗi bữa 250 gram tôm. 100 gram tôm này nó cũng sẽ rơi vào khoảng tầm 20-21 gram protein. Nói chung là tất cả các loại thịt thì nó đều xem. Nói chung là tất cả các loại thịt thì nó đều xem. Loanh quanh khoảng tầm 20-21 gram protein trên một lạng. Cái đó mình cũng không cần phải quá căn ke. Nhất là trong cái giai đoạn mà đang duy trì cân nặng như thế này thì lại càng không phải căn ke cái đó. Từ thông thường thì mình tỉ mỉ từng ly từng tí một khi mà chuẩn bị thi đấu thôi, hoặc là trong cái giai đoạn diet để chuẩn bị hướng đến một cái giải đấu nào đó. Công thức của nước ép cần tây này dành cho mấy anh em tò mò đó là bao gồm có dứa là 1 này, cần tây là 2 và lemon, chanh vàng là 3. Phải cho chanh vàng vào thì nó mới thơm nhá. Vất vả thật đấy. À quên mất, lưỡi không nói. Cái detox cần tây là nó phải có nhiều gừng nhá. Bây giờ mình sẽ ăn 180 gram cơm. Thơm vãi chưa. Xéng cù tím.
Gạo này có đắt không? Đắt hơn gạo bình thường ấy. Thử quả sáng sáng cù bắt nào. 108 sáng cù. 108. Ok. Ok, và chào mừng anh em đã đến với bữa ăn trước tập của mình. Ở đây sẽ có 180g gạo sáng cù tím. Cái này là 250g tôm này. Và một little bit bưởi này. Một chai detox cần tây, gừng, chanh. Và thêm tí xanh xanh này nữa. Itadakimasu. Đó, bữa ăn trước tập thì chỉ được cần đơn giản như thế này thôi. Không cần phải chế biến quá cực kỳ. Ui, cái gạo nó ngon vãi chưởng. Ăn nó như xôi ấy. Thì cái gạo này ăn nó như kiểu cơm nếp ấy. Ngon 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 ngon. Nghe nói là cái chỉ số GI của cái gạo này, tăng đường huyết ấy, của cái gạo này nó thấp hơn gạo trắng nhiều. Ăn trước tập thì gọi là đỉnh của chóp. Cái bữa ăn trước tập thường là cái bữa ăn rất là hạnh phúc. Mọi người nhớ nhá, một cái dĩa thức ăn luôn phải đảm bảo có xơ, protein và tinh bột. Nếu mà không có tinh bột ấy thì cái lượng amino acid đến từ protein này nó sẽ rất khó có thể được gửi tới tế bào một cách thuận lợi, bởi vì tinh bột này nó sẽ giúp chúng ta giải phóng ra nhiều insulin hơn. Hẹn mọi người 2 tiếng nữa tại buổi tập lưng của tôi. Chúc anh em ngon miệng. Kokuto chuyomete mà zeri irete mà sample một cái okutte moratte iisu ka? Ok desu, ok desu. Ichio nanka yowareta no ga ne nanka Son san ga Nihon kuru sai ni. Rất là bận mọi người ạ. Hiện tại là bây giờ đang xúc tiến gấp rút để làm nào ra được cái vị trà sữa trân châu đường đen giống y hệt Yutang, để giải quyết một cái vấn đề là hiện tại là người Việt Nam đang rất thích uống trà sữa. Follower của anh Sơn Nguyễn Finit thì cũng rất nhiều bạn nữ thích uống trà sữa, nhưng bạn nam thì còn thích uống trà sữa hơn nữa. Cho nên là sẽ làm ra một cái vị trà sữa trân châu đường đen chuẩn y hệt như là cái trà sữa combo trân châu nghệ nhân ấy của Yutang. Phải làm ra đúng cái vị đấy thì sẽ giải quyết được cái bài toán dinh dưỡng của mọi người là nạp protein nhưng mà siêu ngon. Có nghĩa là khi mà mọi người chỉ cần cho trân châu vào một cái, lắc whey lên, cho trân châu vào một cái là sẽ thành trà sữa trân châu luôn. Bây giờ đang bàn với cả bên Nechoken là hôm tới thì mình sẽ bay sang Nhật và cầm một hộp trà sữa trân châu lên máy bay, và hơi khoai không biết có được không. Bên Nhật thì nó sẽ có Gongcha, mua tạm một cốc trà sữa trân châu của Gongcha để đưa cho họ test cái vị đấy, sau đó là sẽ làm y hệt cái vị đấy. Tương lai là khoảng tầm 1.5 tháng đến 2 tháng nữa là tất cả anh em follower của anh Sơn Nguyễn Fitness sẽ được thưởng thức một cái vị whey đỉnh của chóp Black Beauty trà sữa trân châu đường đen. Đó, hẹn mọi người 1.5 tháng nữa nhé. Tiện bây giờ sẽ pha Brio Ale để chuẩn bị tập thì là sẽ giới thiệu qua cho mọi người về Brio Ale nhá, là cái gì nhá, bởi vì có rất nhiều bạn không hiểu Brio Ale nó là cái gì. Ở đây thì mình sẽ có 2 loại, một cái thì gọi là Brio Ale là cái thức uống mình sẽ uống trước tập, hai là In Chao Work Ale là mình sẽ uống trong lúc tập. In trong lúc tập, trong lúc Work Ale thì nó sẽ có 2 loại, một là Pump Power là Brio Ale, còn EAA là In Chao Work Ale uống trong tập. Mình sẽ sử dụng 2 cái này, bây giờ sẽ pha 2 cái này. Ok, hôm nay sẽ có một buổi tập lưng. Lưng là một cái nhóm cơ khá là lớn trên cơ thể. Lưng với cả chân, 2 cái nhóm cơ lớn nhất trên cơ thể. Buổi tập lưng thì nó cũng rất là khắc nghiệt. Sẽ phải đồ đạc đầy đủ. À, quay trở lại về chủ đề Brio Ale nhá. Thì Brio Ale thì thường là mọi người cứ hay hình dung nó là một cái loại thức uống mình sử dụng trước tập để tăng sức mạnh. Nhưng bản chất là cái việc tăng sức mạnh ở đây nó là cái gì? Thứ nhất là trong Brio Ale ấy, thông thường thì nó sẽ có 3 chất. Một là betalanin, 2 là citrulline và 3 là arginine. Thường thì một số loại nó còn cho thêm cả cái creatine vào nữa, nhưng cái đấy thì không chẳng có vấn đề gì cả. Thì mình chỉ nói đến 3 cái, một là betalanin, 2 là citrulline và 3 là arginine thôi nhá. Đầu tiên là betalanin ấy thì là nó là cái chất mà khiến cho mọi người bị ngứa dâm gian sau khi mà mọi người uống ấy. Thì cái betalanin này tác dụng của nó là khi mà mình uống nó vào thì là nó sẽ giúp cho cơ thể của mình có thể là tổng hợp ra được nhiều cái carnosine hơn. Carnosine này thì nó có rất nhiều tác dụng đối với cơ thể, đối với sức khỏe và nhất là việc tập luyện. Mọi người có thể tra carnosine. Ví dụ như cái sản phẩm Pump Power này của mình ấy thì nó sẽ có 2 cái chất chính, một là arginine và 2 là citrulline. Thì 2 cái chất này thì nó đều support hỗ trợ nhau để có thể cơ thể của mình có thể tổng hợp ra được nhiều cái gọi là oxit nitric. Thì cái oxit nitric này nó sẽ khiến cho các cái tĩnh mạch rồi mao mạch máu của chúng ta ấy, nó được gia tăng kích thước. Mọi người cứ tưởng tượng nhá, những cái mao mạch máu nhỏ này của chúng ta ấy, nó giống như kiểu vô vàn những cái ống nước để nó tuần hoàn máu, nó đưa máu này, đưa oxy vân vân, đưa chất dinh dưỡng đến tế bào. Vậy thì khi mà cái ống nước này của chúng ta này nó được gia tăng kích thước lên thì đương nhiên là cái việc vận chuyển các chất dinh dưỡng cũng như là oxy đến tế bào nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Áp dụng vào cái việc chúng ta tập luyện thì sao? Mọi người khi mà mọi người đẩy một set bench press nặng hoặc là quát một cái set rất là nặng, sau đó mọi người sẽ cảm thấy là chóng mặt, hoa mắt, đầu óc bing bing bing, đúng không? Thì đó là bởi vì là mọi người đã gồng dặn trong khoảng thời gian quá dài và cái việc là oxy lên não nó bị kém, từ đó là mọi người sẽ xây sẩm ăn mày và chóng mặt. Thì cái việc là khi mà chúng ta tăng sinh oxit nitric thông qua cái việc là chúng ta nạp arginine và citrulline ấy, thì nó sẽ giúp cho chúng ta tuần hoàn máu, tuần hoàn oxy lên não tốt hơn và từ đó là chúng ta sẽ phục hồi giữa các set nhanh hơn. Thì đó là cái mà mọi người mường tượng sang cái việc là tăng sức mạnh. Thì đương nhiên là phục hồi giữa các set nhanh hơn thì mọi người sẽ có thể tập set tiếp theo một cách hiệu quả hơn. Nói là tăng sức mạnh thì nó cũng đúng. Cái này thì mình sẽ dùng 1 scoop trước tập 15 phút. Trong này thì nó không có caffeine bởi vì là thường là mình sẽ có thói quen là uống rất là nhiều cà phê đen trong ngày.
ngày. Thế nên là mình sẽ không sử dụng pre-workout có caffeine. Bởi bản chất là nếu mà chúng ta không buồn ngủ mà chúng ta không cảm thấy mệt mỏi thì cũng không nhất thiết là phải có caffeine ở trong cái pre-workout này làm gì. Bởi vì là có khá nhiều khách hàng của mình khi mà họ sử dụng một cái số cái loại pre-workout của những cái hãng khác ấy, mix sẵn ấy, trong nó có rất nhiều caffeine và mọi người uống xong rồi mất ngủ cả ngày luôn. Nên là may mắn là NatureKang đã ra một sản phẩm pre-workout không có caffeine. Một scoop. Những loại pre-workout khác ấy, thường thì nó rất là chua, nhưng mà đối với cái Pump Power này ấy, cái vị ngọt nó rất là thanh, cộng với cả cái độ chua nó vừa phải, cho nên hoàn toàn mọi người có thể là không thích pha lắc pha với cả nhiều nước ấy, thì mọi người có thể là làm scoop xong rồi uống nước vào là xong. Bởi vì khi mà pha pre-workout với quá nhiều nước xong mọi người uống vào nhiều khi nó bị sóc bụng. Làm tí cà phê đen, sau đó là ngồi tầm 15 phút nữa để tập. À, chết, suýt quên để đây rồi. Thì thường là in trong và out thì mọi người sẽ thường uống EAA. Có rất nhiều anh em chưa phân biệt được là BCAA với cả EAA. Nói thẳng ấy, mình có làm rất là nhiều cái video ngắn để nói về cái vấn đề này rồi. Thường là BCAA thì nó sẽ không đầy đủ. Trong EAA thì nó sẽ bao gồm 3 cái amino acid thiết yếu mà gọi là BCAA rồi. Trong cái EAA này thì nó sẽ có 9 amino acid thiết yếu, và những cái thiết yếu thì gọi là cơ thể của chúng ta không thể tự tổng hợp được, thì bắt buộc chúng ta sẽ phải nạp từ thực phẩm bổ sung hoặc là thịt cá trứng sữa vào hàng ngày. Nếu không thì chúng ta sẽ không sống được nếu mà thiếu EAA. Cho nên là ở trong EAA thì nó sẽ đầy đủ hơn BCAA ở một cái điểm là BCAA này nó chỉ có 3 cái amino acid thiết yếu có trách nhiệm là phát tín hiệu để huy động tất cả những cái thằng nguyên liệu còn lại. Hãy tổng hợp cơ bắp đi, hãy tổng hợp amino acid, tổng hợp cơ bắp đi. Ví dụ như thế. Còn nếu mà chỉ có một thằng phát tín hiệu là BCAA mà không có nguyên liệu là 6 thằng còn lại chẳng hạn, thì chắc chắn là cái việc mà tổng hợp cơ bắp nó sẽ không thể xảy ra được nếu mà chỉ có BCAA mà không có những cái thằng amino acid thiết yếu khác. Mọi người hiểu vấn đề không? Đó, cho nên là chúng ta nên sử dụng EAA trong tập thì nó sẽ đầy đủ hơn. Lý do tại sao mà ngày nào mình cũng dùng in trong hoặc out là EAA trong tập, bởi vì là bản chất khi mà chúng ta tập luyện thì cái sự tổng hợp protein cơ bắp nó sẽ diễn ra rất là cao, cao hơn rất là nhiều lần so với cả những cái lúc thông thường mà chúng ta không tập luyện. Cho nên tận dụng cái thời điểm này, trong EAA này thì nó sẽ có thêm một ít đường maltodextrin, là cái đường hấp thu nhanh ấy. Thì cái đường này nó sẽ giúp cho chúng ta giải phóng ra khá là nhiều insulin. Nồng độ insulin trong máu mà cao trong lúc tập ấy, cái hormone này nó mà cao ấy, thì nó sẽ giúp cho chúng ta đưa các cái amino acid này vào tế bào tốt hơn. Và đương nhiên là cái việc mà amino acid nguyên liệu đưa vào cơ bắp tốt hơn thì đương nhiên là cái việc phát triển cơ bắp của chúng ta nó sẽ tốt hơn thôi. Thì đó là tác dụng của pre-workout và EAA. Hôm ở London quay cái store của Gymshark. Hôm nay mình đang mặc một cây Gymshark. Mọi người tự thẩm xem là đồ của Gymshark với cả đồ của Nike với cả Adidas để so sánh em nó như thế nào. Đây là quần đùi của Gymshark này, áo của Gymshark này. Sắp tới là khả năng có thể làm gì đó với Gymshark, cho nên là quảng cáo trước cho Gymshark tí. Có rất nhiều anh em thắc mắc về cái bài barbell row này. Nó cũng là một bài compound khá là khó đối với nhiều anh em. Ali kéo tao cái. Với cái bài barbell row này ấy, thì thứ nhất là anh em sẽ cần chú ý đến 3 điều này. Thứ nhất là khoảng cách đặt chân này. Hai chân của chúng ta sẽ rộng bằng vai. Khoảng cách grip, độ rộng của grip, độ rộng của cầm thanh đòn ấy. Ok, ở bài barbell row nhá thì anh em có 3 điều cần chú ý. Thứ nhất là khoảng cách chân, hai chân sẽ rộng bằng vai này. Thứ hai là khoảng cách cầm thanh đòn. Rất nhiều video trước mình cũng đã giải thích rồi. Ví dụ như anh em cầm hẹp tay như thế này thì khi kéo về chúng ta sẽ phải kéo về ở trạng thái khép nách. Và khi khép nách kéo về như này thì nó sẽ giảm bớt cái sự chuyển động của xương bả vai. Khép nách kéo về này thì xương bả vai rất là khó ép. Thì điều này nó sẽ giúp cho chúng ta kích hoạt target cho cơ lat, có nghĩa là cơ lưng rộng của chúng ta ấy, cái cơ lưng này tạo ra cái độ rộng cho lưng của chúng ta ấy. Nó sẽ target cho cơ lat tốt hơn. Còn ví dụ như anh em cầm medium grip, có nghĩa là góc cầm rộng hơn vai một chút, góc cầm rộng hơn vai một chút thì nó sẽ target được tổng thể cả vào chap và cả vào lat. Nhưng để có thể target vào toàn bộ phần upper back, có nghĩa là cái phần mà lưng phía bên trên ấy, nó bao gồm rear delt này, trapezius là cái cầu vai này, và tổng nói chung là tổng thể cả cái phần lưng trên, thì chúng ta có thể cầm wide grip, cầm rộng hẳn ra như thế này. Nó sẽ có 3 cái cần lưu ý như thế lúc ban đầu để set up form. Thêm một cái nữa là về khi mà mọi người thực hiện động tác về cái góc gập hông. Nếu mà ví dụ mọi người muốn tập để có thể target cho phần cơ trap, phần upper back của chúng ta nhiều nhất có thể, thì mọi người sẽ gập hông vừa phải, khoảng 50 độ thôi. Và wide grip, kéo. Cameraman quay từ trên xuống để có thể nhìn thấy cái phần chờ trap được kích hoạt khi mà chúng ta cầm wide grip này. Kéo này. Đó, thì phần trapezius và phần cơ thang của chúng ta nó sẽ được co thắt cực kỳ tốt luôn. Còn ví dụ nếu các bạn muốn target cho phần cơ lat một cách tối đa thì chúng ta sẽ gập hông đổ người sâu hơn khoảng này. Và khi kéo ấy thì cái vị trí chúng ta kéo thanh đòn nó sẽ vào hõm bụng này, kéo sâu về phía hõm bụng, khép nách, kéo sâu về phía hõm bụng, thì việc này nó sẽ giúp cho phần cơ lat được target tốt hơn. Warm up trước với 50 kg rất nhẹ nhàng. Ok, bây giờ mình sẽ cầm medium grip để có thể là target cho cả trap và cả lat. Up. Ok.
thêm tạ. Ok, bây giờ sẽ là set chính đầu tiên. 2, 4, 6, 140 cân. 3 barbell row. 3 barbell row. 1, 2. Vai chưa? Lâu lắm mới không kéo bao nhiêu lâu nặng. Mọi người nhìn thấy quả view từ ASN dã man không? Buổi tối nhá, bắt đầu tối cái là cái chữ Gala Thành kia nó sáng lên, xong rồi bắt đầu tàu chạy qua từ hướng bên kia, rất là nên thơ luôn. Ok, tập xong một cái là vào làm nửa ly cà phê rồi bắt đầu vẫn chiến đấu tiếp. Công việc hiện tại ngày hôm nay vẫn còn rất là nhiều. Tối nay thì sẽ sang gặp bên ban quản trị của cái tòa nhà mình sắp sửa lấy cái mặt bằng để lên phương án cho ASN Phoenix Center 2 Big ASN. Đó, gần như là đến bây giờ là sẽ kết thúc của ngày hôm nay đây. Tính ra đến ngày 18, đêm ngày 18 thì lại phải bay sang Nhật để công tác, để quay chụp về các cái sản phẩm của NaturalKen cũng như là về nhà máy công nghệ sản xuất. Để sắp tới thì mình sẽ có một bài báo của bên Bộ Y tế thì sẽ lên bài cho sản phẩm NaturalKen. Rất rất là bận trong cái tháng này, nhưng mà chắc chắn là vẫn sẽ cố gắng làm vlog để cho anh em xem. Ở tiện đợt này có rất nhiều anh em thông qua các cái nền tảng social media của mình hỏi về cái vấn đề là làm cách nào để có thể trở thành một influencer trong cái mảng Phoenix này. Dần dần sẽ open để cho anh em nắm được các bước để có thể kiếm tiền được từ gym. Có rất nhiều anh em tò mò là nghĩ là tập gym thì sẽ mất tiền thế nọ kia, nhưng mà bản chất là nếu mà mình biết khai thác thì là đây cũng là một cái miếng bánh rất là màu mỡ để cho anh em có thể là làm kinh tế. Ok, nếu thấy hay hãy like, subscribe, comment để đóng góp ý kiến cho mình. Và đừng quên bấm chuông, bật thông báo để không bỏ lỡ những cái vlog tiếp theo nha. Lâu lắm mới không nói. Yoi yoi, ashita no tame ni, isshou ni, ganbaro. Thank you for watching and see you in next video.